Có nhiều bạn vô cùng lo lắng sau khi làm filler 1 đến 2 năm rồi mà filler chưa hề tan đi. Các bạn đang tự hỏi là đấy là filler HA hay là silicone, rồi bản thân mình trong tương lai liệu sẽ có những cái vấn đề giống như bạn Việt Phương Khoa không? Thế thì hôm nay bác sĩ sẽ chia sẻ cái cách tiếp cận khái quát và sơ bộ để các bạn có thể tự biết đánh giá đấy là filler silicone hay là bản thân mình có đang bị lo lắng quá mức hay không nha. Thông thường, filler có bản chất HA, loại cứng tới rất cứng sẽ duy trì được tối đa 24 tháng. Vậy nếu mà bạn làm filler dưới 2 năm, không bị các phản ứng viêm như là sưng nóng đỏ đau trong thời gian vừa qua thì bạn đừng quá lo lắng. Nếu trên 2 năm rồi mà vùng tiêm filler đó nó không ngót đi, không tiêu đi thì bạn cần phải check lại trong thời gian vừa qua bạn có tăng cân hay không. Nếu cân nặng của bạn có tăng thì có thể cái vùng đó nó sẽ ngót ít hoặc là được mỡ tự thân làm đầy thay thế rồi. Nếu mà bạn tăng cân ít này, không hề tăng cân thì khả năng filler mà bạn dùng không phải là filler HA, có thể là silicone hoặc là filler HA nhưng mà bị pha tạp, chất lượng kém. Cách tiếp theo là bạn đã được dùng men giải để tan filler nhiều lần và vào nhiều lớp khác nhau của da mà không thấy tan đi thì chắc chắn filler đó không phải là filler HA. Cách cuối cùng là các bạn chụp MRI để tìm thấy các cái cấu trúc ở sâu trong phân lớp của da thì bạn cần phải tới cơ sở y khoa để chụp chiếu. Bạn đã làm filler bao lâu rồi và đã tan nhiều hay chưa?